Chiều ngày 17 tháng 7, công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân một nam tài xế chết trên cabin xe đầu kéo. Sáng cùng ngày, nam nhân viên của bãi xe trên quốc lộ 1 ngay chân cầu vượt Sóng Thần, phường An Bình, thành phố Dĩ An tới làm việc nhưng không có chìa khóa mở cửa. Người này thấy xe đầu kéo của công ty đậu ngay phía trước nên mở cửa cabin để tìm thì phát hiện nam tài xế nằm chết. Nhận tin báo, công an có mặt lấy lời khai những người liên quan, tổ chức khám nghiệm hiện trường chủ xe cho hay, sáng ngày 15 tháng 7, tài xế này lái xe về bãi rồi nhắn tin xin nghỉ để đi truyền nước vì thấy mệt. Do hai ngày cuối tuần nên không ai để ý. Đến sáng nay thì phát hiện vụ việc. Chủ xe cũng cung cấp thông tin, hồ sơ của tài xế, nhưng khi công an gọi về địa phương xác minh thì phát hiện đây là giấy tờ giả. Tên thật của nạn nhân được xác định là T, 39 tuổi, quê Trà Vinh.